Vài ngày trở lại đây, thành Rome, một nơi vốn dĩ rất sầm uất của nước Ý, bỗng nhiên lại im ắng một cách lạ thường. Đặc biệt là Trigoria, nơi từng hun đúc ra thứ tinh thần bất diệt của Francesco Totti, cho đến Daniele De Rossi cũng buộc phải đóng cửa. Rõ ràng đây là một điều chưa từng có tiền lệ. Nhưng nếu chúng ta biết được cái người đã đưa ra sắc lệnh oái oăm ấy, thì sẽ không có gì quá ngạc nhiên. Vâng, người tôi đang muốn nói đến ở đây là Jose Mourinho. Một gã huấn luyện viên đặc biệt luôn thích làm những điều mà chỉ riêng mình ông mới hiểu nổi. Lý giải cho điều này, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ chốt một câu đơn giản: tôi muốn các học trò tập trung cao độ, sẽ không có bất kỳ điều gì được dò dỉ ra bên ngoài khu vực này. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Mourinho và các học trò của ông đang làm mọi thứ cho trận chung kết Europa League. Nhưng đâu phải một mình họ biết chuẩn bị. Đối thủ của Roma cũng không phải dạng vừa. Họ là Sevilla, là tập thể mà người ta ví von như một ông vua của giải đấu cúp C2. Thợ săn cúp Mourinho, đấu nhà vua của đấu trường C2. Chỉ cần nghe đến đây thôi, người ta cũng đủ sởn gáy ốc vì sự khốc liệt của trận đấu này. Một trận chung kết chẳng thua kém gì cái cách Manchester City đã hẹn ước cùng Inter Milan ở đấu trường C1. Chúng ta có thể gói gọn sức hấp dẫn của trận chung kết sắp tới như thế này. Với Sevilla, họ đơn giản là vị vua lớn nhất của giải đấu châu lục C2. Đội bóng đến từ Tây Ban Nha đã có về cho mình 6 chức vô địch. Đặc biệt, kinh nghiệm và bản lĩnh là thứ mà đội bóng này đã tích góp đủ nhiều trong chừng ấy lần vô địch. Nhưng không vì thế mà chúng ta có quyền đánh giá thấp bầy sói đến từ nước Ý. Nên nhớ rằng, AS Roma đang được dẫn dắt bởi Jose Mourinho, một người chưa bao giờ thua trong các trận chung kết của cúp châu. Đó sẽ là sức hấp dẫn không thể nào cưỡng lại được của ngày hạ màn Europa League 2022-2023. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về thành tích đối đầu của hai đội bóng này. Thực tế thì Sevilla và AS Roma không còn xa lạ gì với nhau. Kể từ năm 2015 đến nay, cả hai đã đối đầu với nhau tổng cộng 4 lần, trong đó phần thắng đang nghiêng về nhiều hơn cho đại diện xứ Bỏ Tót khi họ thắng 2, hòa 1 và chỉ để thua đúng một trận duy nhất. Sự dày dặn kinh nghiệm khi có quá trình chinh chiến đỉnh cao tại châu chính là thứ từng giúp cho Sevilla đánh bại AS Roma. Nhìn vào tổng quan đội hình của hai đội thời điểm đấy cũng không khác hiện tại là bao. Sự chênh lệch mà cả hai tạo ra là không lớn, chỉ khác ở chỗ bản lĩnh của Sevilla dặn dày hơn đại diện của xứ sở mì ống khá nhiều. Nhưng đôi khi lịch sử chỉ là một điều gì đó để người ta bám víu vào để tìm kiếm một sự tự hào trong quá khứ. Vì khi nhìn lại lúc này, rõ ràng AS Roma mới là đội tạo ra được những lợi thế nhất định trước thềm trận đại chiến. Nhìn vào bảng xếp hạng ở hai giải đấu quốc nội mà hai câu lạc bộ này đang chinh chiến, sự khác biệt được thấy rõ. Tại La Liga, Sevilla đang không còn là chính mình, họ ngụp lặn ở tận vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Trải qua 37 vòng đấu, thầy trò huấn luyện viên Eusebio chỉ kiếm được cho mình vỏn vẹn 49 điểm. Một con số thực sự quá ít ỏi so với kỳ vọng mà người mộ dành cho câu lạc bộ này. Nhìn qua bên kia nước Ý, AS Roma dù không được vào top 4 nhưng họ có màn trình diễn sáng sủa hơn Sevilla rất nhiều. Đội bóng của Mourinho hiện đang xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 60 điểm kiếm được sau 37 vòng đấu. Dù không phải là thành tích gì quá cao, nhưng nó thực sự đã khiến các cổ động viên của đội bóng thủ đô an lòng vì ít ra bầy sói có thể chắc được một suất đá C2 mùa sau nếu rơi vào bi kịch xấu nhất là thua Sevilla. Và ngược lại, mọi chuyện sẽ là địa ngục với Sevilla nếu họ để thua ở trận chung kết. Tiếp đến, hãy nói về phong độ của hai đội. Đây là yếu tố quyết định đến tỷ lệ thành bại trong trận chung kết sắp tới. Với Sevilla, đây là mùa giải không thực sự tốt của họ tại La Liga khi có những lúc đội bóng này nằm trong top về cạnh tranh suất chủ hạng. Tuy nhiên, kể từ khi được dẫn dắt bởi Eusebio hồi cuối tháng 3, đội bóng này đã lột xác hoàn toàn với lối chơi khởi sắc hơn. Từ đó vươn lên mạnh mẽ và đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng. Ngoài ra, Sevilla đang cho thấy họ hoàn toàn xứng đáng có mặt ở sân Puskas Arena để chơi trận chung kết Europa League năm nay khi lần lượt đánh bại những ông lớn như Man United hay Juventus. Còn phía bên kia đội bóng nước Ý, đây đã là năm thứ hai liên tiếp Mourinho đưa Roma vào chung kết cúp châu và lần này là Europa League. Rõ ràng, Mourinho cho thấy những triết lý của mình chưa hề lỗi thời. Tuy nhiên, Roma đang sa sút không phanh ở Serie A khi họ chỉ biết hòa và thua ở 7 vòng đấu gần đây. Trong đó, từng hòa những đối thủ ở cửa dưới như Monza và Salernitana, thua cách biệt những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Atalanta và Inter Milan. Hiện tại, đội chủ sân Olympico đang xếp thứ 6. Tuy nhiên, tại sân chơi Europa League, đoàn quân của huấn luyện viên Jose Mourinho đang thi đấu đầy bản lĩnh khi lần lượt đánh bại Feyenoord và gần đây là Bayer Leverkusen để ghi danh vào trận đấu chung kết. Bây giờ, nhiệm vụ của Roma là đánh bại Sevilla để có được tấm vé trực tiếp tham dự Champions League mùa tới. Nhìn chung, cục diện mà đọ sức Sevilla và AS Roma sẽ khó đoán vì tính chặt chẽ mà hai đội bóng này tạo ra. Jose Mourinho thì muốn giữ thành tích toàn thắng trong các trận chung kết cúp châu, trong khi Sevilla thì cũng muốn thể hiện sao mình được gọi là ông vua tại Europa League. Đó là về phong độ. Còn về hành trình của hai đội đến với trận chung kết năm nay, chúng ta sẽ thấy được những sự khác biệt nhất định. Sevilla và AS Roma có những con đường khác nhau để đến được vũ đài cuối cùng. Với Sevilla, đại diện Tây Ban Nha đã rớt xuống từ cúp C1 với vị trí thứ 3 tại bảng G, nơi có sự tham gia của Manchester City, Dortmund và Copenhagen.
Trong khi đó, AS Roma tới từ vòng bảng. Họ kết thúc bảng C Europa League với vị trí thứ hai sau Real Betis. Về số phận, Roma đã chơi nhiều hơn Sevilla tới 6 trận nếu tính riêng trận đấu trường C2. Tuy nhiên trên thực tế, số trận hai đội phải bỏ ra để đến được trận chung kết như nhau. Bởi trước khi rớt xuống giải đấu này, đại diện đến từ Tây Ban Nha cũng phải đá trọn vẹn 6 trận ở vòng bảng Champions League. Trong hành trình 6 trận vòng bảng, Roma được đánh giá là vất vả hơn khi phải chờ đến lượt cuối cùng, họ mới cắt đuôi được Ludogorets và giành vé vào chơi vòng knock-out. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, đôi khi việc được thi đấu nhiều hơn Sevilla ở đấu trường C2 sẽ tạo ra cho AS Roma một tâm lý quen thuộc, khiến họ không bị quá áp lực trong trận chung kết sắp tới. Còn về nhân sự, ở trận đấu quan trọng sắp tới, Sevilla sẽ không có được sự phục vụ của Corona, Fernando, Gueye vì chấn thương. Trong khi đó, Roma cũng thiếu vắng Dybala, Kasdorp, Kumbula. Tuy nhiên tin tốt cho Jose Mourinho khi Matic, Patricio, Pellegrino, Spinazzola sẽ bình phục để thi đấu. Dựa vào tình hình nhân sự hiện tại và thói quen dụng binh của hai đội bóng, chúng ta sẽ dễ dàng hình dung ra cách đá của hai đội ở trận chung kết. AS Roma sẽ là đội chủ động trước phòng ngự lùi sâu và chờ đợi các tình huống phản công và các pha bóng cố định. Trong khi đó, Sevilla dù muốn hay không cũng phải chơi kiểm soát. Bởi lẽ khi đối phương có thể nhường thế trận như vậy, đội bóng Tây Ban Nha không thể chủ động tấn công trước. Hàng phòng ngự của Roma được tổ chức khá tốt về mặt kết cấu, nhưng chưa thực sự khoa học. Trong trận lượt về với Bayer Leverkusen ở bán kết, cách phòng ngự của Roma là giăng người ra với số lượng đông để chắn trước khung thành, thay vì tổ chức các nhóm nhỏ để về mặt theo khu vực. Có khá nhiều tình huống do các chân sút của đội bóng nước Đức quá vô duyên và thủ thành Rui Patricio xuất sắc, nên Roma mới trắng lưới ở Bay Arena. Cách chơi này rõ ràng là con dao hai lưỡi với chính đội bóng mà Mourinho đang dẫn dắt. Bởi một khi chịu sức ép liên tục như vậy, không ai dám đảm bảo đội bóng này có thể giữ sạch lưới. Trường hợp nếu Sevilla ghi bàn trước vào những phút cuối, Roma chắc chắn sẽ rơi vào thảm họa bởi họ sẽ không thể tổ chức tấn công do không có thế ngay từ đầu. Trong khi đó, Sevilla được dự đoán là sẽ đánh biên nhiều hơn thay vì chơi trung lộ. Đây dù sao cũng là phong cách của họ ở chặng đường đã qua khi thi đấu ở cúp C2. Sevilla có một vài nhân tố được coi là quân bài tẩy, có thể thay đổi thế trận bất kỳ lúc nào như Eric Lamela, Suso và đặc biệt là Joseph Enesiri. Đây là những cầu thủ dù đá chính hay dự bị đều sở hữu khả năng xử lý khoảnh khắc rất tốt. Bên cạnh đó, hàng phòng ngự Roma thường xuyên bị rối khi đối diện với các cầu thủ có tốc độ cao và lắt léo. Nếu không cải thiện được điều này, rất có thể nhà vua ở giải đấu C2 sẽ khiến Mourinho phải trả giá. Như vậy có thể thấy, kèo đấu giữa AS Roma và Sevilla dường như là một kèo đấu 1-9-1-10 với nhau. Đặc biệt, đây là một trận đấu chung kết và ở vai trò của một màn đối đầu sống còn như vậy, rất khó để có thể biết trước được điều gì. Cả hai đều đang có những mục đích riêng của mình. Với Sevilla, họ cần vô địch và họ buộc phải vô địch nếu không muốn mất cơ hội đá cúp châu mùa sau. Câu chuyện với đội bóng thành Rome thì nhẹ nhàng hơn đôi chút. Họ đã có vị trí thứ 6 nên tấm vé đá C2 mùa sau gần như chắc chắn được đảm bảo. Có chăng người mộ sẽ kỳ vọng hơn vì đây là đội bóng của Jose Mourinho. Thêm một lần nữa, ông đưa Roma đến trận chung kết cúp châu. Ông đang mang trong mình trọng trách quá lớn để viết tiếp trang sử kỳ diệu cho đội bóng này.